Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin tổng hợp thời sự pháp lý của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin tối nay ngày 12 tháng 4 2022 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng ngày 12 tháng 4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm khu nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn còn có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá khu nông nghiệp công nghệ cao có vai trò quan trọng là đầu tàu dẫn dắt cả nước trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Người dân rất mong chờ những mô hình ứng dụng mới trong nông nghiệp để nâng cao chất lượng sống. Vì vậy, cần tập trung nâng cao trình độ các nhà khoa học trong lĩnh vực này để tạo nguồn nhân lực giỏi, xuất sắc. Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Củ Chi vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 cho bà Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi. Hôm nay, tôi thưởng thức của những bài tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng, biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Củ Chi và nhiều cá nhân đóng góp phần quan trọng của thành công chung cả nước trong những dịch COVID-19 vừa qua. Và nhân dịp này, tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cá nhân tôi thăm hỏi ân cần đến những gia đình đã mất mát thiệt hại trong dịch bệnh và thăm hỏi tri ân các lực lượng bác sĩ, quân đội, công an, các quân tự vệ đã lan xả vào trong chiến dịch. Cảm ơn các nhà hảo tâm đã kề vai sát cánh trong một chiến dịch, đặc biệt là biểu dương các nhà chức trách mà chúng ta đã nói đây. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cũng trao bằng khen của Thủ tướng cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 tới năm 2020. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ đã trao tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố cho 14 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Sau đó, đoàn công tác đã tới thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Hóc Môn nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày 30 tháng 4 năm 2022. Sáng ngày 12 tháng 4, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Quốc phòng, Sở Du lịch Thành phố chủ trì phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 và Công ty Trực thăng miền Nam tổ chức chuyến bay khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch ngắm Thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao bằng máy bay trực thăng. Theo đó, Sở Du lịch Thành phố giữ vai trò kết nối các doanh nghiệp du lịch hàng đầu trong nước để xây dựng sản phẩm phù hợp với các đối tượng khách hàng từ các thị trường và tổ chức truyền thông, quảng bá sản phẩm. Bệnh viện Quân y 175 bố trí sân đổ trực thăng, an toàn y tế cho hành khách trên các chuyến bay, dịch vụ bay cấp cứu bằng trực thăng. Công ty trực thăng miền Nam chịu trách nhiệm về lịch trình bay, an toàn bay và các quy định bay theo quy định của Bộ Quốc phòng. Điểm nhấn của cái chương trình bay này là ngắm trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với những kiến trúc hiện đại cùng với những kiến trúc cổ kính gắn liền với lại lịch sử hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh là một cái điểm nhấn rất là riêng có, và trên tuyến đường bay trực thăng này thì chúng tôi cũng sẽ phát triển tiếp để Cần Giờ trở thành một cái điểm nhấn từ trên cao, và du khách sẽ rất hài lòng khi được tiếp cận và được phục vụ bằng cái sản phẩm du lịch mới này. Ngắm Thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao dự kiến có sản phẩm tầm ngắn và tầm trung. Trong đó, sản phẩm tầm ngắn có thời gian bay từ 30 tới 45 phút, gồm bay ngắm trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh hoặc bay ngắm trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Giờ. Sản phẩm tầm trung có thời gian bay khoảng 60 phút với lộ trình bay kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và Long An theo tuyến trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, khu du lịch cánh đồng Bất Tận, tỉnh Long An hoặc Cần Giờ, khu du lịch cánh đồng Bất Tận, tỉnh Long An. Một cái chuyến khảo sát tôi đánh giá thành công, tốt đẹp. Đây là một cái cơ hội mở ra một cái phát triển du lịch cho một cái phân khúc mới của Thành phố Hồ Chí Minh, và nó đúng với cái định hướng phát triển kết nối du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có tỉnh Long An. Và chúng tôi chân thành cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố,
Sở Du lịch thành phố đã kết nối một cái điểm trong Long An vào cái tour này. Qua cái việc kết nối này giúp cho Long An có thể giới thiệu những hình ảnh, những cái điểm đến du lịch của tỉnh Long An đến du khách trong và ngoài nước. Và trong tương lai chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với thành phố Hồ Chí Minh để làm sao kết nối nhiều cái tour đảm bảo chất lượng tốt nhất cho du khách khi đến thành phố Hồ Chí Minh và đến Long An. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, thời gian qua sân bay ở tòa nhà của Viện Chấn thương Chỉnh hình đã thực hiện tốt các chuyến bay cấp cứu. Viện có định hướng trở thành một trung tâm cấp cứu đa năng đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Hiện ngày hôm nay thì Bệnh viện Quân y 175 cùng với lại thành phố Hồ Chí Minh, với lại Sở Du lịch, chúng ta triển khai một cái chuyến bay khảo sát với một cái phạm vi là thành phố Hồ Chí Minh và Long An để chúng ta khảo sát một cái chuyến bay đầu. Thì nhiệm vụ của nó có mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất đấy là trước hết đấy là vẫn phải là cái công tác cấp cứu, điều trị. Thứ hai ấy, là kết hợp với lại du lịch, y tế. Và cái thứ ba nữa là đáp ứng một cái nhu cầu về du lịch trong cái việc phát triển kinh tế và đặc biệt là phục hồi kinh tế du lịch của thành phố trong thời gian qua. Dự kiến hoạt động bay này được khai thác vào dịp kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày 30 tháng 4 năm 2022. Và ngay sau khi thành phố phát động chương trình, thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn, Welcome to Hồ Chí Minh City, để thu hút khách trong nước và quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh. Sáng 12 tháng 4, tại trụ sở Công an tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ công bố quyết định thăng cấp bậc từ trung úy lên đại úy đối với anh Thái Ngô Hiếu, cán bộ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đồng Nai. Cũng tại buổi lễ này, đại úy Hiếu đã nhận thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Đại úy Hiếu chính là người đã không ngại khó khăn, nguy hiểm lao ra dòng nước xoáy để cứu sống nhiều người không may bị đuối nước tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Như PLO đã đưa tin, sáng 10 tháng 4, Trung úy Hiếu cùng gia đình đi tắm biển tại bãi tắm thuộc ấp Tân Phước, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì thấy một thanh niên chạy trên bờ. Khi nhìn ra biển thấy nhóm người đang đuối nước nên đã nhanh chóng bơi ra đưa được ba người vào bờ. Sau đó, Trung úy Hiếu tiếp tục quay ra cùng nhân viên cứu hộ bãi biển lặn tìm được thêm một nạn nhân nữa và đưa vào bờ. Trước tinh thần dũng cảm, gan dạ của Trung úy Hiếu, Công an tỉnh Đồng Nai đã báo cáo lên Bộ Công an xem xét thăng cấp hàm vượt bậc và đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Chủ tịch nước tặng huân chương dũng cảm cho anh Hiếu. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cũng có thư khen và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng tặng bằng khen đột xuất cho Trung úy Hiếu để ghi nhận hành động đẹp cũng như động viên, khích lệ kịp thời. Ngay sau đó, vào ngày 11 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp hàm vượt bậc đối với đại úy, đối với Trung úy Thái Ngô Hiếu vì có thành tích đặc biệt xuất sắc. Đến khuya ngày 11 tháng 4, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy và xe container làm một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 10 phút, một người đàn ông đang điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 64GA01272 đến đường Nguyễn Du gần đoạn bưu điện Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì va chạm với xe container mang biển kiểm soát 29H79182. Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông bị thương khá nặng và tử vong trên đường đến bệnh viện. Danh tính được xác định là ông Bùi Xuân Đức, 70 tuổi, quê Thanh Hóa. Được biết, ông đang trên đường đi giao đồ ăn cho khách thì gặp nạn. Nhận được tin báo, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, điều tiết phân luồng giao thông. Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Liên quan tới vụ phá gần 400 hecta rừng ở xã Ia Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, theo báo cáo ban đầu của Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk, sáng ngày 12 tháng 4, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Thiên Văn, bí thư huyện ủy Ea Súp cho biết, đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện và Ủy ban Kiểm tra huyện ủy kiểm tra lại toàn bộ quy trình tiếp nhận tin báo, xử lý tin báo liên quan tới phá rừng để có cơ sở xem xét xử lý đối với tập thể cá nhân khi nhận được thông tin, nhưng không có biện pháp dứt điểm xử lý các trường hợp dân đi vào đó để phá rừng lấy đất. Đối với thông tin phản ánh về việc Ủy ban Nhân dân xã Ia Tờ Mốt đã nhiều lần tiếp nhận thông tin của doanh nghiệp về tình trạng phá rừng nhưng không kiểm tra xử lý, ông Văn cho rằng để phản ánh một cách khách quan nhất thì Ủy ban Nhân dân đang chỉ đạo các cơ quan liên quan báo cáo toàn bộ về sổ tiếp nhận thông tin và doanh nghiệp cũng phải cung cấp lại nội dung phản ánh để có cơ sở xem xét. Liên quan tới vụ phá rừng, trong ngày 11 tháng 4, phóng viên đã tới hiện trường để ghi nhận sự việc.
Theo đó, tại hiện trường nhiều cây nằm la liệt, bị đốn ngang thân hoặc chỉ còn trơ lại gốc với diện tích lớn. Hơn nữa, nhiều cây có dấu hiệu mới cưa, lá còn xanh. Ngoài ra, cũng theo ghi nhận, bên cạnh những cây mới bị đốn hạ, nhiều diện tích rừng bị cưa hạ cũ hơn, nhiều gốc cây bị đốt cháy. Theo ghi nhận, trong những ngày vừa qua, lực lượng chức năng huyện Ea Súp đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk kiểm tra hiện trường, kiểm đếm số gỗ bị đốn hạ. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, diện tích rừng bị phá là 382,07 ha. Tại các khoảnh 2, 3 thuộc tiểu khu 222 và các khoảnh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thuộc tiểu khu 205. Đây là diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê, hiện do Ủy ban Nhân dân xã Ia Tờ Mốt quản lý. Loại rừng được quy hoạch theo chức năng rừng sản xuất là rừng tự nhiên, trạng thái rừng gỗ tự nhiên lá rộng, rụng lá nghèo kiệt. Cũng theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thiệt hại về gỗ đang được các cơ quan chức năng đo tính theo kết quả điều tra hiện trạng rừng năm 2019, trữ lượng bình quân 10,77 m2 một hecta, chủ yếu là cây gỗ nhỏ cong queo, sâu bọng, không có giá trị về kinh tế. Sau khi có kết quả thiệt hại về gỗ thì Sở sẽ báo cho Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo nhận định ban đầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mục đích phá rừng là để lấy đất sản xuất. Hiện nay các cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra, xác minh, điều tra xử lý. Do vụ việc có tính chất nghiêm trọng, diện tích rừng bị phá lớn, do đó Sở này đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk giao Ủy ban Nhân dân huyện Ea Súp làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra phá rừng trái pháp luật nêu trên mà không phát hiện ngăn chặn kịp thời để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật. Còn theo báo cáo của hạt kiểm lâm Ea Súp, một số cán bộ tại hạt bị nhiễm SARS-CoV-2 cách ly tại gia đình, một số vì tính chất công việc và nơi làm việc xa nhà phải cách ly tại cơ quan nên không tiếp cận địa bàn để tuần tra kiểm soát ngăn chặn các hành vi vi phạm. Do đó, để xảy ra nhiều vụ vi phạm như khai thác, tàn trữ lâm sản, phá rừng trái pháp luật nhưng không kịp thời phát hiện như xã Ia RV, Ea Rốc, Ia Tờ Mốt, Ea Bung. Ngay sau đó, hạt kiểm lâm đã liên hệ với công an huyện và viện kiểm sát nhân dân huyện Ea Súp tổ chức khám nghiệm hiện trường và thực hiện các bước xử lý tiếp theo. Sáng ngày 12 tháng 4, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã tổ chức hội nghị về tự động hóa năm 2022 với chủ đề tự động hóa ngành điện trong xu thế chuyển đổi số. Hội nghị là cơ hội để EVN và các đơn vị thành viên báo cáo kết quả đã thực hiện, đồng thời trao đổi, thảo luận, học hỏi kinh nghiệm và hợp tác với các đối tác để tạo ra nhiều sản phẩm ứng dụng về tự động hóa và chuyển đổi số mang lại hiệu quả cao. Tự động hóa quy trình sản xuất sẽ thúc đẩy và mang lại hiệu quả trong công tác điều hành, vận hành hệ thống điện liên tục, an toàn, ổn định để ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng. Năm 2022, EVN đã công nhận 6 sản phẩm tự động hóa Make by EVN do các đơn vị thành viên thực hiện. Đầu tiên là chương trình quản lý mất điện trên sơ đồ đơn tuyến do Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh EVN-HCMC thực hiện. Từ năm 2016, bằng nguồn lực nội bộ, EVN-HCMC đã nghiên cứu thành công xây dựng chương trình quản lý mất điện trên sơ đồ đơn tuyến. Chương trình này được viết trên mã nguồn mở, hết sức linh hoạt trong việc lập trình cũng như kết nối với các hệ thống khác. Qua việc ứng dụng chương trình này trên toàn thành phố Hồ Chí Minh, việc cung cấp điện, phát hiện mất điện, sửa chữa điện, quản lý cung cấp điện sẽ được thực hiện trực quan, sinh động trên sơ đồ đơn tuyến. Tiếp đến là sản phẩm công tơ điện tử CPC-MEC do Tổng công ty Điện lực Miền Trung thực hiện. Thông qua công tơ này có thể rút ngắn thời gian chốt và phát hành hóa đơn điện, đồng thời khách hàng có thể giám sát, so sánh, kiểm soát mức tiêu thụ điện. Tổng công ty Điện lực Miền Trung thực hiện trạm sạc nhanh ô tô điện. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng có sản phẩm thiết bị chỉ thị và cảnh báo sự cố trên lưới điện trung áp và hệ thống cảnh báo sự cố lưới điện. Sản phẩm này sẽ cảnh báo từ xa các sự cố, phục vụ công tác điều hành, quản lý, kinh doanh điện năng của ngành điện. Tiếp đến là phần mềm thu thập dữ liệu công tơ đo đếm điện EVN-HIS do Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin thực hiện. Phần mềm này sẽ thu thập dữ liệu có khả năng thu thập được toàn bộ các chủng loại công tơ trên lưới EVN hiện nay. Cuối cùng là sản phẩm số hóa công tác điều độ lưới điện do Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội thực hiện. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.